Võ Thần Chúa Tể chương 5264, Thâm Nguyên, vì cái gì, giờ này khắc này, Nguyên Ma Lão Tổ tâm lý triệt để sụp đổ, giờ khắc này, hắn nghĩ tới chính mình quá khứ từng, nghĩ tới tuổi trẻ thời điểm, cái kia niên đại, vạn tộc tranh phong, trăm tàu tranh lưu, sơ thủy vũ trụ còn chưa đi đến luân hồi cuối, hết thảy đều là vui sướng hướng quan vinh bộ dáng, ma tộc, nhân tộc, trung tộc, yêu tộc, quỷ tộc, hải tộc, một đám chủng tộc cường giả như mây, hiện ra vô tận, mà hắn Uyên Ma, gần là sinh ra ở Uyên Ma tộc trong một cái bình thường gia tộc, khi đó Uyên Ma tộc, còn chính là ma tộc trong rất nhiều chủng tộc trong cực kỳ mờ nhạc cùng linh ma tộc, thánh ma tộc, thiên ma tộc và rất nhiều đại tộc, có thật lớn chênh lệch, ma tộc là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nhỏ yếu, làm con mồi cho những đại tộc lớn kia, đây là ma tộc vĩnh hằng quy tắc không thay đổi, mà uyên ma lão tổ trong lúc trưởng thành chính là bị nhận hết những sự khinh thường bắt nạt, hắn mẫu thân, vốn là uyên ma tộc trong một người bình thường, bởi vì lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, vì thế tiến hiến cho năm đó ma tộc một đại tộc thần ma, gia tộc hàng đầu trong ma tộc hồi đó. Với tư cách là một thị nữ, mà cái kia thấy gia thiếu chủ, tính cách biến thái, tính tình bất thường, vào một lần yến hội trong, sau khi say khước và trước sự chứng kiến của vô số quan khách trong bữa tiệc không ngờ đã cưỡng hiếp mẫu thân của hắn. Những này các tân khách, lúc ấy đều là ma tộc trong có uy tín danh dự một ít nhân vật, nhưng lại không một người ngăn cản. Ngược lại là cười ha ha, thưởng thức mua vui, giống như ở xem xét một hồi chuyện vui. Hắn mẫu thân nhận hết lăng nhục, thống khổ, nhưng cái kia thiếu chủ say rượu sau khi tỉnh, lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tự cao tự đại mà công khai chuyện này tuyên dương. Hắn mẫu thân tại nơi thế gia nhận hết trào phúng, vài lần tự sát, cũng chưa có thể thành công, lại ngoài ý muốn phát hiện mình có thai với vị thiếu chủ kia, nhưng kia thiếu chủ đối bên ngoài lại căn bản không nhận đứa bé này là con của hắn. Còn vu khống mẫu thân hắn là loại không thuần khiết, ô uế đưa hắn mẫu thân lưu đầy trở về tộc quần, ở tộc quần bên trong, hắn mẫu thân lại bị vô tẩn kỳ thị cùng sỉ nhục, nhưng hắn mẫu thân nhưng không có lại tìm kiếm tự sát, ai cũng không biết nàng là như thế nào vượt qua kia một đoạn dài năm tháng, chỉ biết là nàng ở vô tận nhục nhã dưới gian nan sanh ra uyên ma lão tổ. Đưa hắn từng chút nuôi nấng lớn lên. Uyên ma lão tổ sinh ra đã cam chịu cả đời chịu vô tận nhục nhã, tại tộc nhân cùng ngoại giới, uyên ma lão tổ vĩnh viễn là bị vứt bỏ một cái, từ nhỏ đến lớn, uyên ma lão tổ nhận hết sỉ nhục nhưng mẫu thân vẫn đứng ở hắn phía sau, dụng tâm dạy dỗ hắn, dạy hắn làm ma đạo lý. Ngay tại hoàn cảnh như vậy trong, nguyên ma lão tổ chức một cuộc khởi. Hắn theo vũng bùn bên trong gian nan đi ra, người khác dành một canh giờ để tu luyện, hắn hoa mười canh giờ, người khác không muốn làm nguy hiểm nhiệm vụ, hắn đệ nhất báo danh, cho dù là vết thương chồng chất, cho dù là máu chảy thành sông, hắn cũng không sợ sợ hãi, cuối cùng ở tộc đàn trong, Hắn đi bước một vượt qua tất cả những gia hỏa cùng lứa tuổi, thậm chí đại biểu tộc đàn ra ngoài chinh chiến. Lịch lãm, nhưng mà, hắn mẫu thân lại ở hắn bên ngoài chinh chiến là lúc bị tộc nhân khi nhục, chết thảm trong nhà, biết được tin tức quyên ma lão tổ nổi điên. Hắn điên cùng hướng về gia tộc, điên cùng sát lục, nhìn thấy nhân liền giết, một đêm giết hại gia tộc mấy ngàn nhân khẩu. Gia tộc tức giận, đuổi giết quyên ma lão tổ nguyên ma lão tổ ở lần lượt chạy trốn bên trong chém giết, hắn thiếu chút nữa chết đi vô số lần, thần hồn đều cơ hồ hỏng mất, ở một cái hiểm địa, cấm địa trong gần chết chạy trốn, hắn từng chút một lớn lên. Và cuối cùng trưởng thành một cái cao cấp cường giả, ngược lại quay lại trảm sát toàn bộ gia tộc của hắn, lúc đó uyên ma tộc chấn động, hơn nữa, kia thần ma tộc thế gia cũng biết tin tức, phái cường giả đến, lúc này uyên ma lão tổ cương nhiên phát triển vì nhất phương cự phách tàn sát hết thảy địch nhân thậm chí giết cả thần ma tộc trong bụi cỏ từng bước một vương lên cuối cùng đem cả thần ma tộc tất cả đều đồ diệt một thế hệ cường tộc liền như vậy hoàn toàn tan thành mây khói trở thành ma giới lịch sử mà uyên ma lão tổ lại đi bước một đi lên tộc đang đỉnh phong cuối cùng trở thành cả ma tộc người mạnh nhất thuận xương nghịch vong cả ma giới rốt cuộc không còn bất kỳ thanh âm nào chống lại hắn Cùng lúc đó, Nguyên Ma Lão Tổ chưa hài lòng khi chỉ trưởng khống ma tộc. Hắn biết sơ thủy vũ trụ không vượt qua luân hồi, tất nhiên hội đi đến kỷ nguyên tận thế, vì thế hắn tìm kiếm nhất thống cả sơ thủy vũ trụ, dẫn phát sơ thủy vũ trụ trong vạn tộc chi chiến. Trên thực tế, hắn cũng thành công, nếu không có nhân tộc vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tình nguyện tự bạo cũng muốn thủ vững thiên kiếp nếu không có lúc ấy nhân tộc có tiêu diêu chí tôn hoành không xuất thế. Cả sơ thủy vũ trụ đã sớm trở thành hắn vật trong bàn tay, bị hắn hoàn toàn trưởng khống, chính là hết thảy đều trở về không được, nguyên ma lão tổ cũng không biết theo khi nào thì bắt đầu, hết thảy đột nhiên thay đổi, ma tộc kế tiếp bại lui, ngay cả hắn cũng đều bất đắc dĩ bị bắt trốn hướng minh giới, tham sống sợ chết, y như năm đó. Thẳng đến hắn ở minh giới lần thứ hai cuộc khởi, thành tựu siêu thoát làm cho hắn nhớ lại sản khoái năm đó ở ma tộc trong năm tháng mang theo vạn cốt minh tổ trở về sơ thủy vũ trụ hắn thậm chí đều nghĩ đến sắp cuộc khởi nhưng hết thảy là ảo tưởng rốt cục ở hiện giờ tan biến đúng rồi giờ phút này hắn hắn rốt cục nhớ ra rồi tần trần hết thảy đều là bởi vì người này này từ dưới vị diện phi thăng đi lên nhân tộc thiên tài theo hắn tiến vào thiên giới lúc sau hết thảy tự hồ đều trở nên không giống với, hết thảy an bài của hắn đều bị phá vỡ, kể cả lần này trở về sơ thủy vũ trụ cũng vậy, vì cái gì, nguyên ma lão tổ trong lòng phẫn quốc, vì cái gì, rõ ràng hắn mới là thời đại này vai chính, chung quy muốn thành vi vũ trụ hải trong tối vô thượng tồn tại nhân. Không, ta không thể chết được, điên cuồng bên trong, nguyên ma lão tổ đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô tận lạnh như băng. Ta ở cuối thiên niên kỷ vương lên, theo một cái nho nhỏ uyên ma tộc thiếu niên lớn dần thành tựu hiện giờ siêu thoát cường giả vô số kỳ ngộ vô số nguy hiểm ta đã có được ngày hôm nay ta nhất định là trở thành cả vũ trụ hải cao nhất cấp cường giả nhân vật có thể nào lại chết ở chỗ này này chính là ông trời đối ta một lần khảo nghiệm uyên ma lão tổ trong lòng điên cuồng tê rống ngay sau đó hắn đôi mắt trong hiện lên một tia tàn nhẫn nhìn về phía một bên khủng bố không gian lóc xoáy liệt phùng cơ hồ là không có gì do dự cả người trong nháy mắt nhằm phía kia đủ để tê liệt hắn lóc xoáy phong bạo bên trong cùng lúc đó bạo oanh ma giới này vô tận hình chiếu đi ra minh giới cường giả nhóm ở quyên ma lão tổ này một đạo gầm lên thế nhưng trong nháy mắt đồng thời nổ mạnh trong phút chốc khủng bố tử vong chi khí nháy mắt thổi quét cả ma giới thiên địa những này tử vong chi khí điên cuồng dung nhập đến ma giới trong các nơi cấm địa, trong phút chốc, các nơi cấm địa trong đột nhiên sáng lên từng đạo chói mắt ma quan. Chợt nghe đắc ầm vang một tiếng, cả ma giới đại lục kịch liệt chấn động, ở tầng trần trấn áp dưới vậy mà nhất thời nổ mạnh mở ra, ân, ừ, tầng trần nhíu mày quay đầu, những người khác cũng đều đều khiếp sợ xem qua, liền nhìn đến hẳn phải chết uyên ma lão tổ thế nhưng không chút do dự nhằm phía cái khe phong bạo bên trong, khủng bố không gian phong bạo trong nháy mắt đem uyên ma lão tổ xé rách ra. Mà hắn cả người cũng đã muốn hoàn toàn biến mất không thấy, cùng lúc đó, cả ma giới kịch liệt chấn động, loạn thần ma hải, vô sinh ma vực, vẫn thần ma vực, thâm uyên nơi. Một đám ma giới trong khủng bố bí cảnh, thế nhưng nháy mắt kích động đi lên vô số ma giới bổn nguyên chi lực, không tốt, chủ nhân, nguyên ma lão tổ thế nhưng ở ma giới các đại cấm địa trong đều bố trí có chuẩn bị ở sau hắn dẫn động ma giới các cấm địa trong bổ nguyên chi lực đây là phải cả ma giới trực tiếp tách rời nguyên ma chi chủ thấy thế vội vàng kinh sợ nói hắn vạn lần không ngờ nguyên ma lão tổ thế nhưng ở ma giới bên trong còn có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau này đang quỳ sát ở u minh đại đế trước người vạn cốt minh tổ cũng là ngay ngẩn cả người trần thiếu này không liên quan đến ta a à. kia uyên ma lão tổ nhưng lại tại đây có chuẩn bị xuống thuộc hạ phía trước một mực vạn minh ngọc lưu ly cốt trong ngủ say không có thể xuyên thấu hắn âm hiểm thủ đoạn thuộc hạ tội đáng chết vạn lần vạn cốt minh tổ cũng vội vàng sợ hãi nói sợ tần trần giận chó đánh mèo chính mình một bên hồng hoang tổ long cũng lo lắng nói tần trần không thể để cho uyên ma lão tổ chạy thoát uyên ma lão tổ nhiều năm làm hại sơ thủy vũ trụ há có để hắn như vậy đào tẩu oanh xa xa tiêu diêu chí tôn đám người cũng là biến sắc đều từng bước bước ra nguyên ma lão tổ đối sơ thủy vũ trụ làm qua quá nhiều tổn hại lần trước để cho hắn chạy trốn khỏi ma giới còn kém điểm lần thứ hai dết ngược lại sơ thủy vũ trụ đâu lần này nếu để hắn đào tẩu ai cũng không biết hội đưa tới cái dạng gì hậu quả quyết không thể làm cho chuyện như vậy lần thứ hai xảy ra hừ chư vị yên tâm này uyên ma lão tổ trốn không thoát đi, bản thiếu đã ở hắn trên người để lại một đạo khí tức, vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều chạy không thoát bản thiếu trưởng khống, tần trần ánh mắt lạnh lùng, ma lâm, oanh, tần trần trong thân thể, một cổ khủng bố ma khí trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp bao trùm cả ma giới, hắn tự nhiên sẽ không đem việc này trách tội uyên ma chi chủ. Dù sao uyên ma chi chủ mấy năm nay bị phong ấn tại thiên vũ đại lục lôi đình chi hải, đối ma giới kỳ thật cũng không quen thuộc. Ngoài ra, nguyên ma lão tổ trưởng khống ma giới vô số kỷ nguyên, ở ma giới trong kinh doanh nhiều như vậy năm, là ma tộc đến nay cường đại nhất tồn tại, ai biết hắn ở ma giới trong rốt cuộc để lại nhiều ít thủ đoạn, có thể nói, không ai có thể khẳng định có thể tìm ra hắn tất cả chuẩn bị ở sau, chỉ dựa vào nguyên ma chi chủ nhập chủ ma giới như vậy chút thời gian, là căn bản không có khả năng bài trừ nguyên ma lão tổ tất cả thủ đoạn. Hơn nữa, Tần Trần cũng không có nghĩ đến uyên ma lão tổ thế nhưng như thế quả quyết, thế nhưng mạo hiểm hồn phi phách tán phiêu lưu, trực tiếp xâm nhập chính mình phía trước quanh đi ra kia khủng bố không gian lốc xoáy trong, kia lốc xoáy chính là dễ dàng có thể đem một gã siêu thoát thẳng tay xé nát, có thể nói, uyên ma lão tổ đào tẩu với suy nghĩ cầu sinh trong hiểm cảnh. Trước yên ổn ma giới, lại đến giết chết tên kia, Tần Trần lạnh lùng nói, hắn từng bước bước ra, cả người ma quan nở rộ, cùng với khủng bố không gian chi lực, trong nháy mắt hàng lâm tới ma giới các cấm địa bên trong, luận đối ma đạo lĩnh ngộ, tần trần không thua kém bất luận kẻ nào trong sơ thủy vũ trụ, khoảnh khắc trong lúc đó, nguyên bản kịch liệt nổ vang ma giới khí tức trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hơn nữa, cuồng cuồng tử vong chi khí kích động mà đến, cũng bị tần trần thu liễm, trong nháy mắt trấn áp xuống, hừ, bản thiếu thật muốn nhìn. Khi uyên ma lão tổ có thể chạy trốn tới địa phương nào, làm xong này hết thảy, tần trần lạnh lùng cười, vừa mới chuẩn bị thông qua kia không gian phong bạo, đối uyên ma lão tổ tiến hành đuổi giết, đột nhiên gian, ân. Tần trần trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm giác, hắn quay đầu, nhìn về phía ma giới một chỗ, tại nơi ma giới thâm xử, một đạo âm lãnh khí tức dũng động mà ra, trong nháy mắt tán giật tới sơ thủy vũ trụ, oanh tần trần trong thân thể phía trước ẩn núp xuống dưới thâm uyên chi lực thế nhưng ở nháy mắt thức tỉnh lại kịch liệt nhiên thiêu lên đó là tần trần khiếp sợ nhìn qua bởi vì uyên ma lão tổ dẫn bạo ở ma giới vẫn thần ma vực thâm xử thâm uyên nơi thế nhưng giống như có cái gì đồ vật bị đánh thức mơ hồ giữa tán giật đi ra một đạo khủng bố khí tức này một tia khủng bố khí tức chi đáng sợ trong nháy mắt đem ma giới tam cấm địa vẫn thần ma vực yên diệt mơ hồ ở vẫn thần ma vực thâm sử thâm nguyên chỗ cuối. Tự hồ có một thông đạo chậm rãi hiện lên, kia thông đạo giống như liên thông một cái vô tận hắc ám thế giới, chỉ cần liếc mắt một cái, khiến cho nhân phải trầm luân bên trong, hoàn toàn luân vi thâm nguyên nô bộc, thâm nguyên. Cổ vũ tháp trong, u minh đại đế kinh hô, thần sắc hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mình ly trà đá qua đường link ở dưới phần mô tả nhé chúc bạn nghe truyện vui vẻ